us. Ai đó đã bị mắc kẹt ở trên cây, chúng mình phải nhờ lính cứu hỏa giúp đỡ. Đừng lo lắng, đội cứu hộ cứu hỏa sẽ khởi hành ngay lập tức. Có một tình huống khẩn cấp, chúng mình mặc đồng phục cứu hỏa và sẵn sàng khởi hành. Được rồi, hãy sẵn sàng trèo lên cây nào. Hãy trèo cây và giúp Whiskers xuống nào. Có những con nhện đang leo cây, hãy loại bỏ chúng trước tiên. Đó là những chú chim, hãy nhanh chóng đùa chúng đi. Lấy kéo, cắt những cành cây đi. Whiskers, đừng sợ, mình sẽ giữ chặt dây thừng và giúp bạn xuống. Trượt mũi tên và gắn dây thừng vào thân cây. Whiskers, treo cao nguy hiểm lắm, cẩn thận để không bị ngã nhé. Mình sẽ không bao giờ dám treo cao nữa. Làm tốt lắm, nhiệm vụ cứu hộ của lính cứu hỏa đã hoàn thành. Whiskers có nên treo lên cây mà không có bảo hộ không? Bạn nói đúng, trèo cây rất nguy hiểm. Whiskers có nên treo lên tủ ở nhà không? Bạn nói đúng, tuyệt vời. Tủ rất dễ đổ, trẻ em không nên trèo lên tủ. Hồ Hồ có nên dùng ghế trèo lên cửa sổ không? Bạn nói đúng, tuyệt vời. Đừng tự ý trèo lên cửa sổ. Xin chào, đây là trạm cứu hỏa. Bạn cần giúp đỡ gì không? Thành phố đã bị ngập lụt, lũ đã cuốn trôi những ngôi nhà. Hãy đến và giúp đỡ bọn mình. Đừng lo lắng, đội cứu hộ cứu hỏa sẽ khởi hành ngay lập tức. Có một tình huống khẩn cấp, chúng mình mặc đồng phục cứu hỏa và sẵn sàng khởi hành. Momo, mình sẽ đến giải cứu họ. Bạn có thể đợi ở bên bờ để hỗ trợ trong trường hợp cần thiết. Trước tiên, hãy chuẩn bị thuyền cứu hộ khẩn cấp.
Thuyền cứu hộ đã sẵn sàng. Đi thôi nào. Lái thuyền cứu hộ để tìm cư dân bị mắc kẹt, trượt để tránh cái chướng ngại vật này. Cứu tôi với. Ai đó đang ở dưới nước, hãy nhanh chóng kéo họ lên khỏi mặt nước. Cứu tôi với. Ai đó trên nóc ô tô đang nhờ giúp đỡ, hãy nhanh chóng vượt qua để giúp đỡ. Kéo những cư dân bị mắc kẹt lên thuyền cứu hộ. Mặc áo phao vào, an toàn là trên hết. Đây là những vật dụng cứu hộ, nhanh chóng kéo nó lên khỏi mặt nước. Bờ sông. Cho đây cá vào túi để làm túi cát. Trong các túi cát lên để ngăn lũ tràn bờ. Gia cố bờ sông đã hoàn thành, lũ đã không còn tràn lên bờ sông nữa. Kiki, mọi người dân bị mắc kẹt trong trận lụt đã được giải cứu và nước lũ đã rút bớt rồi. Nhiệm vụ giải cứu đã hoàn thành. Whiskers có nên tạm thời treo lên mái nhà cho an toàn sau khi lũ nhấn chìm nhà không? Bạn nói đúng, tuyệt vời. Whisker có nên tự tách mình ra khỏi đội cứu hộ khi đang sơ tán lũ lụt không? Bạn nói đúng, tuyệt vời. Khi có nguy hiểm, hãy theo sát đội cứu hộ để đảm bảo sự an toàn cho chính mình. Whisker có nên trèo lên một nơi cao hơn khi có lụt không? Bạn nói đúng, tuyệt vời. Xin chào, đây là trạm cứu hỏa. Bạn cần giúp đỡ gì không? Mỏ đã bị sập và thợ mỏ bị mắc kẹt bên trong. Chúng mình phải nhờ lính cứu hỏa giúp đỡ. Đừng lo lắng, đội cứu hộ cứu hỏa sẽ khởi hành ngay lập tức. Có một tình huống khẩn cấp, chúng mình mặc đồng phục cứu hỏa và sẵn sàng khởi hành. Rồi, Han và mình đã sẵn sàng vào hầm mỏ. Mặc thiết bị bảo hộ trước khi vào hầm mỏ. Đèn rọi. Mặt nạ bảo vệ. Bộ dụng cụ chống nổ. Cán gập. Đèn rọi. Mặt nạ bảo vệ.
máy dò sự sống, đệm khí nâng, thiết bị đã sẵn sàng. Nào, hãy nhanh chóng khởi hành. Hầm mỏ có thể sập bất cứ lúc nào, hãy khẩn trương lên. Chạm và giữ nút và khẩn. Đó là mũ của thợ mỏ. Hãy kiểm tra thợ mỏ bằng máy dò sự sống. Chạm vào chìa khóa số tương ứng để xem dãy tần số nào có thể nhân được sóng âm thanh. Đó là một tín hiệu sóng âm thanh của thợ mỏ ở gần đây. Hãy cùng kiểm tra nào. Hãy nhanh chóng khắc phục. Cùng đỡ đã được sửa, hãy nhanh chóng và tiến về phía trước. Rơi chặn đường rồi, hãy nhanh chóng phá đá. Con đường đã được dọn sạch, hãy nhanh chóng tìm thợ mỏ bị mắc kẹt. Ôi không, thợ mỏ bị mắc kẹt trong các phiến đá bị sập, hãy đưa cậu ấy ra ngoài. Xoay công tắc xì lanh khí để thổi phồng lên khí. Đã, thợ mỏ đã được cứu rồi. Hãy ra khỏi hầm mỏ thôi. Momo, chúng mình đã giúp được thợ mỏ ra ngoài rồi. Hãy đưa họ đến một bệnh viện gần đây để điều trị. Yeah, làm tốt lắm. Nhiệm vụ cứu hộ của lính cứu hỏa đã hoàn thành. Công nhân có nên bảo vệ mũi và miệng của họ khỏi khí phải bụi nếu hầm bị sập không? Bạn nói đúng, tuyệt vời. Hồ có nên tránh xa sập hầm khi nó xảy ra không? Bạn nói đúng, tuyệt vời. Công nhân có nên gõ vào ống để kêu gọi trợ giúp khi họ bị mắc kẹt vì sập hầm không? Bạn nói đúng.